Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ, hàng loạt biến căng với những tình tiết sốc tới tận óc. Từ drama Trịnh Sảng cùng bạn trai cố thuê người sinh con tại Mỹ, chối bỏ trách nhiệm, đòi phá thai và vứt bỏ con cho người khác khiến cả showbiz dậy sóng. Tiếp theo diễn biến căng đét từ drama Trịnh Sảng có hai đứa con chung với bạn trai cố Trương Hằng, một người bạn thân của CEO này đã chia sẻ đoạn ghi âm cho iFan. Tiết lộ tin tức độc quyền về cuộc tranh cãi giữa hai nhà trong việc quyết định số phận của hai bé. Người hâm mộ sốc lên sốc xuống vì những tuyên bố giận người của bố Trịnh Sảng cũng như nữ diễn viên. Không chỉ vậy, nàng bối Vivi còn văng tục chửi bậy trong khi đang nói chuyện với bố mẹ hai nhà. Theo file ghi âm, trong khi bố mẹ của Trương Hằng có thái độ mong muốn hai bé được sinh ra an toàn, bình an, thì ngược lại phía nhà Trịnh Sảng liên tục đề xuất ý kiến phá cái thai trong bụng hai người sinh con hộ, từ bỏ quyền nuôi dưỡng, thậm chí muốn mang đứa trẻ cho người khác nuôi. Mở đầu đoạn ghi âm, người được cho là bố của Trịnh Sảng đề nghị, hai đứa đang ly thân, không đứa nào có đủ khả năng nuôi con đâu. Bây giờ chỉ cần bảo bệnh viện một câu là bỏ quyền nuôi dưỡng rồi bỏ nó đi là được. Người được cho là bố của Trương Hằng lên tiếng, anh có biết ở Mỹ như thế là phạm pháp không? Bố của Trịnh Sảng vẫn cứng rắn, nói một câu thôi, hai đứa nhỏ này, không cần là không cần. Lúc đó, một giọng nữ được nhiều người khẳng định là Trịnh Sảng chen vào rồi văng tục nói, hai đứa nhỏ này đã 7 tháng rồi, không thể phá được, sao, phiền chết đi được. Sau đó, người được cho là mẹ của Trịnh Sảng lên tiếng và cho biết, nếu như không thể phá thai thì hãy mang con đem đi cho người khác, tìm lấy một cơ quan nào đó nhận nuôi là được. Bà còn gây sốc với tuyên bố sau khi sinh hai đứa nhỏ sẽ đem cho người khác, tất cả hãy quên mọi chuyện đi, thêm một điều kiện nữa là sẽ không bao giờ gặp gỡ bên nhận nuôi. Hai đứa trẻ sinh ra không cần biết bố mẹ chúng là ai. Trịnh Sảng chốt clip với tuyên bố, thương lượng thì vẫn phải chi tiền. Làn sóng phẫn nộ leo lên mức đỉnh điểm khi hàng ngàn bình luận chỉ trích, ném đá Trịnh Sảng. Nhiều bình luận yêu cầu cô rời khỏi làng giải trí, đứng ra xin lỗi Trương Hằng vì luôn đóng vai nạn nhân. Tuy nhiên ở một diễn biến khác, một nguồn tin đang gây xôn xao trong giới cho biết, Trương Hằng là kẻ trộm trứng đông lạnh của Trịnh Sảng và đem đi cấy. Trước đó, nữ diễn viên bày tỏ nguyện vọng muốn đem trứng đi đông lạnh, không thể ngờ được rằng bạn trai lại mang trứng đi cho người đẻ thuê và sinh được hai con. Có lẽ chưa bao giờ có một nghệ sĩ nào có scandal chấn động đến nhường này trong làng giải trí xứ Trung. Tuy nhiên, giờ đây, lúng súng xung quanh hai người còn réo tên thêm cả những nhân vật khác. Giữa bê bối tình ái căng như dây đàn này, Lee Jong-suk, tài tử xứ Hàn bất ngờ bị gọi tên. Những bài viết trên các tờ báo năm 2019 được chia sẻ lại với nội dung tiết lộ phốt Trịnh Sảng ngoại tình với Lee Jong-suk khi cô còn đang hẹn hò với Hồ Ngạn Bân. Cả hai nảy sinh tình cảm khi cùng hợp tác với nhau trong bộ phim Người tình phỉ thúy quay năm 2016. Nguồn tin này đó cho hay, mối quan hệ giữa hai người là bạn sex, bạn giường chiếu. Khi đang quay phim, nữ diễn viên từng xin đạo diễn 3 tiếng nghỉ ngơi, ai ngờ sau khi trở về, mọi người phát hiện trên cổ Trịnh Sảng có vết hickey, dấu hôn đáng ngờ. Năm 2019, netizen từng rộ lên nghi vấn trong lúc đang bận rộn quay phim, Trịnh Sảng bỗng bỏ sang Hàn, lý do được cho là để gặp Lee Jong-suk. Tuy nhiên, thời điểm đó, các fan đứng ra bảo vệ cô và cho hay, thực chất Trịnh Sảng đi quay quảng cáo. Hiện giờ, Trịnh Sảng vẫn chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào về drama động trời, tuy nhiên, nhiều người lại tỏ ra quan tâm tới Lee Jong-suk nhiệt tình. Điều đáng nói, trước khi scandal của Trịnh Sảng nổ ra chỉ một ngày, nam tài tử họ Lee có đăng bài quảng cáo khi mặc trang phục của Prada. Hành động này khiến dân tình giờ khóc giờ cười vì cho rằng Prada đúng là dính lời nguyền với các đại sứ từ Hàn sang Trung. Trước thông tin Trịnh Sảng bị tình cũ tiết lộ đã làm mẹ của hai nhóc tìm một trai một gái tại Mỹ, một số nguồn tin cho rằng cả hai thực chất sang Mỹ để tìm người đẻ thuê. Tuy nhiên, sự việc càng trở nên phức tạp khi Sohu tung tin nhắn tiết lộ tình tiết gây sốc khi cho biết Trịnh Sảng uy hiếp bạn trai, bắt người mang thai hộ phải phá thai. Theo người chia sẻ thông tin, gia cảnh nhà Trương Hằng rất giàu có và không việc gì phải trốn nợ, tuy nhiên anh không thể trở về Trung Quốc và mắc kẹt tại Mỹ vì vấn đề thủ tục giấy tờ cần phải có chữ ký của cả bố lẫn mẹ. Tuy nhiên Trịnh Sảng nhất quyết không chịu ký giấy, chính vì vậy cả hai mới tranh chấp giành quyền nuôi con. Nữ diễn viên muốn có được tiền của Trương Hằng liền uy hiếp, bắt bạn trai để người mang thai hộ phá thai, vứt con đi hoặc đưa con cho ai đó thì cô mới không cần đến số tiền của Trương Hằng. Ngoài ra, netizen xứ Trung tìm được những thông tin cho hay, thực chất cặp đôi ly hôn chứ không phải là chia tay thông thường. Một tài khoản trên Douban khi tìm thông tin về vụ việc thư kiện của Trịnh Sảng tại tòa án nước Mỹ cho biết, sự vụ này dựa trên tranh chấp giành quyền nuôi con khi cả hai ly hôn. Đồng nghĩa với việc Trịnh Sảng và Trương Hàn đã kết hôn. Không chỉ vậy, blogger xứ Trung cũng đã tìm được chính xác hình ảnh Trịnh Sảng và Trương Hằng có mặt tại Mỹ vào ngày 31 tháng 1 năm 2020, trùng với khoảng thời gian hai nhóc tỷ của cặp đôi vừa ra đời. Người hâm mộ xỉu lên xỉu xuống vì tình tiết quá đỗi bất ngờ này của Trịnh Sảng, không ngờ người đẹp thị phi nổi tiếng này lại có đời tư giấu kín và chấn động đến thế.